Xin chào tất cả các bạn. Các bạn biết không, dòng giày lỗ đang làm mưa làm gió trên thị trường Hà Nội mấy tháng gần đây đúng không ạ? Và thương hiệu GOG, một thương hiệu cao cấp của hàng Hồng Kông, cũng không kém phần đạt theo xu hướng và đã ra một dòng thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng, cũng đục lỗ. Và điểm đặc biệt của nó chính là giày cao các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Hôm nay giaynam.com sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu sản phẩm này. Mã sản phẩm là GC815113, một dòng thương hiệu của hàng Hồng Kông cao cấp GOG. Và dáng của nó là dáng giày đục lỗ, nâng chiều cao, dáng giày lười. Và từ chiều cao của đôi giày mang lại là 6cm các bạn, 6cm giày cao trong. Ai đã đi giày cao thì sẽ biết những đôi giày cao sẽ không bao giờ lộ cho các đống mày râu đúng không ạ? Thiết kế cực kỳ tinh xảo. Các bạn có thể nhìn tổng qua sản phẩm 815113 này. Đẹp từng cm đúng không ạ? Những tiểu tiết các bạn có thể nhìn thấy đây. Những hạt đụng lỗ đều nhau, thoáng mát, giúp các bạn đi trong mùa hè này cực kỳ thoải mái. Đó là hiểu đó là lý do vì sao xu hướng của năm nay giày lỗ đang làm mưa làm gió trên thị trường Hà Nội như vậy. Những hạt kim loại, các bạn có thể nhìn thấy những hạt kim loại sáng màu vàng đồng đính ở chỗ phần cổ giày này, tạo điểm nhấn, tạo độ trẻ trung cho đôi giày. Những đường giả chỉ khâu ở chỗ phần đế giày đem lại sự trẻ trung, cũng như cách điệu đế giày được làm từ cao su đúc có màu vàng. Màu vàng thì sẽ giúp các bạn di chuyển thì sẽ không chống bẩn như màu trắng. Thường thì những dòng thể thao sẽ có màu trắng, tuy nhiên thì những đôi giày này sẽ có màu vàng để hạn chế được cái điểm bẩn thì các bạn không may đi vào những cái địa hình. Những hạt massage chân cũng như là những hạt massage giúp các bạn di chuyển được trên mọi địa hình, chống trơn trượt, nên những hạt massage chân ở bên trong đem lại sự thoải mái. Lớp lót bên trong thì được sử dụng vào da bụng mềm mại, êm ái. Một sản phẩm đẹp với thiết kế đúng không ạ? Sang trọng. Và cũng rất là hữu dụng cho những anh chàng yêu giày cao. Hãy truy cập trang web www.giaynam.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912698523 để hiểu thêm về sản phẩm. Chúc các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Cảm ơn các bạn.